Hello, welcome các bạn đã quay trở lại với kênh Uyên Quỳnh Cuộc Sống Mỹ hôm nay. Thì ở ngoài trời dạo này ở bên chỗ Uyên Quỳnh ở trời rất là nóng luôn các bạn. Là có hôm á, là trời sẽ lên tới 100 độ luôn đó. 100 độ là ở bên Việt Nam là khoảng bốn mấy độ đó các bạn. Nếu mà so với ở Việt Nam thì ở bên đây là nóng hơn luôn đó. Đi ra ngoài đường thì rất là nóng, nóng khủng khiếp. Và bây giờ để quay trở lại với chương trình Kết Nối Yêu Thương hôm nay, Uyên Quỳnh mời cả nhà chúng ta sẽ nghe chia sẻ tâm sự của những anh chị cô đơn đi tìm người yêu của mình. Và Uyên Quỳnh cũng xin nhắc nhở mọi người một điều rằng những ai muốn tham gia chương trình thì đều cần làm một video phỏng vấn giới thiệu về bản thân của mình. Và các anh chị phải suy nghĩ cho thật kỹ nếu quyết định đến với chương trình. Vì Uyên Quỳnh không muốn làm mất thời gian của rất là nhiều người. Nào mời cả nhà chúng ta cùng đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương hôm nay nhé. Rồi, con chào chú ha. Chú cảm ơn cháu. Dạ, con rất vui chào đón chú đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương hôm nay ha. Vâng, chú cảm ơn cháu. Dạ, chú có thể chào cộng đồng với và giới thiệu về mình ha. Trước hết chú xin chào cháu và chúc cháu và cả gia đình an khang thịnh vượng. Thế mà chú xin được chúc cộng đồng mạng cô dì chú bác được mạnh khỏe và vui vẻ và thắng lợi trên mọi lĩnh vực. Chú đang mở cái quạt phải không? Dạ. Dạ, chú tắt giùm con ha, nó rọt ồ trong video quá, không có nghe rõ ha. Vâng. Được chưa? Vẫn còn ồ đó chú tắt cây quạt chưa? Không, chú có quạt đó, không ạ. Không có quạt hả? Không, không có gì đâu. Ok. Nhưng mà nó vẫn ồ ồ, không biết lý do. Rồi chú nói lại, chú hiện đang ở đâu? Chú quê Hải Phòng ạ. Dạ, chú năm nay bao nhiêu tuổi rồi ha? Chú năm nay, chú sinh năm 1952. Dạ. Rồi hiện tại lớn tuổi rồi chắc không có làm gì hả? Chú cán bộ công chức ngành y đã nghỉ hưu rồi, chú chỉ nghỉ ở nhà thôi, không có làm gì cả. Dạ. Hồi xưa là chú là cán bộ công chức ngành y thì chú là bác sĩ hay là sao? Chú là y sĩ đấy, đã nghỉ hưu rồi, chú nghỉ được chục năm nay rồi. Chú rồi tình trạng hôn nhân gia đình chú như thế nào? Cảm ơn cháu là chú là ba chú là không may là năm 18 là bị bệnh ốm đi khám và chẩn đoán là bị ung thư nên là điều trị trong 2 năm không khỏi là đến năm 20 là vợ chú mất. Vợ chú mất hả? Chú nói vợ chú mất hả? Vợ chú mất mà Dạ. bị ung mất trong cái ung thư rồi. Dạ. Rồi chú có được mấy người con? Chú sinh được còn 2 người con 2 người con trai. Đứa con thứ nhất là năm nay 39 tuổi, đứa con thứ hai năm nay 37 tuổi. Đây là 2 con này là chú đã xây dựng gia đình và làm nhà, mỗi những đứa một nhà riêng tay hết rồi. Dạ. Chú ơi, chú ngồi nghĩ ưu điểm của mình là gì? Chú thì là thứ nhất là chú là sống rất là chan hòa và thật lòng, được nhất là được mọi người yêu mến. Còn khuyết điểm của chú? Chú thì có khuyết điểm, ví dụ như là trước đám đông ấy thì là chú nói năng nó không được mạnh mẽ, thế thế không thế. Rồi bây giờ nếu mà chú muốn tìm người bạn cho mình, chú muốn người đó như thế nào? Tìm người bạn mình, chú muốn người đó thứ nhất là cũng như chú đấy, là thật về là sống phải thật là chan hòa mọi người, thứ hai là con người phải có đạo đức và có sự chân tình. Dạ. Chú có nghĩ là người đó độ tuổi khoảng bao nhiêu không?
Độ tuổi thì cứ khoảng sinh từ năm năm nhâm đến sang nhâm. Rồi bây giờ đó là chú có hút thuốc với uống rượu không? Chú không uống thuốc rồi, rượu thì có uống tí thôi. Gọi là uống để cho nó đảm bảo sức khỏe thôi. Rồi con chú có ủng hộ chú đi thêm bước nữa không? Các con thì có ủng hộ nhất là chị anh này, chị chú này, em chú này rất nhiệt tình ủng hộ cho chị chú này, em chú rất là nhiệt tình ủng hộ. À, chú coi video của con hay là ai giới thiệu chú xem video? Chú thì có video của cháu đến 2-3 tháng này. Mà như là ngày chú cho nói là mấy lần chú đã đăng ký lên kênh mấy hôm nay mới gặp được, mới lên được kênh. Vậy rồi chú có để ý được câu nào trên kênh của con không? Thì qua mấy lần xem trên kênh của cháu thì chú để ý là có ví dụ như là vì có video số 1.300 đấy, quê Hà Giang 300 hả? 1.300 số video 1.300 300 là quê Hà Giang đó. Tên là Vương Thị Ngọc Nga. Một nghìn ba trăm ạ. Tên là Vương Thị Ngọc Nga, quê Hà Giang, sinh năm 1959. Chú là chú cảm thấy chú và chị ấy giữa chú và cô ấy hợp nhau ở điểm nào, phù hợp nhau ở điểm nào? Thứ nhất là hai người đều là công chức nhà nước người yêu. Thứ hai là thấy hai người sống như thế cũng như chú sống rất là chan hòa, rất là tình cảm với mọi người. Và trong video này chú muốn nhờ con gửi tới chưa cô ấy là có chú mến mến cô ấy phải không? Có. Rồi con của chú có ủng hộ chú đi thêm bước nữa không? Có. Còn rất là giúp đỡ, và nhất là chị của chú này, em chú là nhiệt tình ủng hộ cho chú. Chú là trong video này chú chỉ muốn làm quen với cô ấy hay là chú có thí dụ con chú có muốn làm quen với người khác nữa hay không? Nếu mà có người muốn làm quen với chú có muốn không? Nếu mà cô đến mà có người rồi thì chú sẽ cho chú xin kết nối với người khác. Hiện tại là chú đang ở nhà một mình hay là chú ở chung với con chú? Chú ở riêng nhà. Chú là ở riêng nhà đấy. Chú là có hai đứa con. Đứa con thứ nhất thì là ở cùng đất với chú, nhưng mà bố của nhà con là nhà riêng nhà. Còn đứa con thứ hai của chú thì là ở nội thành Hải Phòng. Các con của chú làm phương trưởng ngắn rồi, thì chú là làm nhờ cho hai con là duyên tay hết. Rồi vậy rồi mỗi ngày chú có phải nấu ăn không hay là con chú nấu đem qua? Thường ngày là chú toàn nấu cho con đấy, bởi vì con nó đi làm mà. Theo nào mà con chú thí dụ như chủ nhật thì con ở nhà thì nấu cơm cho. Thế còn thường thường là chú nấu cho con ăn. Chú nấu cho con chú à? Con chú cũng sướng ha. Rồi chú có nấu được nhiều món không? Cái khoản nấu ăn thì chú hơi bụng ý. Vì là con trai mà. Bà xã của chú bị ung thư mất hả?
mà sáng bị ung thư máu. Khoảng thời gian bà xã của chú mất cũng khá lâu mà chú không có để ý ai hết ha. Bà xã của chú mất năm 20 đến bây giờ là 2 năm rồi. Mà rồi đấy thì chú chưa ấy gì ai cả, thì là vừa rồi qua xem kênh của cháu thì chú thấy là rất là hay và rất là nhân văn. Thì chú thấy là nhiều mảnh ghép thì đi đến thành công rất là tốt đẹp, chú thích quá, chú đăng ký kênh của cháu thì chú được lên phỏng vấn. Chú, nhưng mà bà xã của chú là bệnh nó kéo dài không mà mất. Dạ, cháu bảo đi. Bà xã của chú bệnh nó kéo dài không mà mất. À, bắt đầu là vợ của chú này đang khỏe mạnh, tự nhiên thấy người nó mệt mỏi, là cái năm 18 là mệt mỏi, là đi khám là bảo là bị ung thư. Cái ung thư máu cái là điều trị từ năm 18 đến năm 20 là nặng quá mà vợ chú mất. Bây giờ những lúc rảnh rỗi là chú thích làm công việc gì để giải trí cho mình? Bây giờ rỗi thì chú năm nay 70 tuổi thôi, chẳng có làm việc gì nặng cả, ngoài ra nấu cơm cho con nó ăn đi làm, thì mà ngoài cái giờ đấy thì chú chỉ có đi chơi thôi. Cái này dọn việc trong nhà, thí dụ việc nhà toàn việc không tên mẹ. Chú có đi thể dục hoặc là đi uống cà phê với bạn bè được không? Chú thì cái cà phê bạn bè thì chú ít khi đi đâu, thỉnh thoảng chú mới đi đâu. Chú ở trong hôn nhân vợ chồng á, chú phải là người đàn ông lãng mạn rồi có yêu chiều vợ con không? Trong hôn nhân vợ chồng á, chú phải là người đàn ông lãng mạn có yêu chiều vợ con không? Trong cái hôn nhân chú rất là yêu thương vợ con, rất là yêu thương. Vừa rồi đấy, vợ chú không may bị bệnh ung thư mất này, chú mãi hơn một năm rồi mới phải đi qua, rất là nhớ. Đến bây giờ chú là rất là cô đơn. Chiều cao của chú là bao nhiêu chú? Chú cao 1m65. Chú ở nhà chú ở khu đó là ở đó là ở trong quê hay là ở thành phố? Cho chú là ở đây là dân quê thôi ạ, chứ không phải ở thành phố. Chú cách nội thành Hải Phòng là 30 cây cơ. Vậy rồi nhà chú có trồng cây ăn trái gì không? Có. Thí dụ như là có bưởi này, cam này, thì mà mít này. À, chú có chăm sóc không hay chú thuê người chăm sóc? Dạ. À, chú trồng cái đó hay là chú thuê người ta trồng? Nhà trồng đấy. Nhưng mà chú lớn tuổi quá rồi sao chú chăm sóc? Những cái cây lâu niên thì dễ trồng quá mà, rất dễ trồng cho. Cây nông nghiệp rất dễ trồng lắm. Thế còn ngoài ra là vườn việc trồng rau ấy, như là rau muống, thế còn lại là mướp này, hay là bí rau, tức là mùa nào rau lấy mà. Là chú cũng trồng luôn hả? Đấy, cái việc này thì chú còn làm được, làm cho nó khỏe người. Chơi nó buồn đấy, ai đang cái lúc này lại nhớ bà xã. Tôi cần nào đi nên nguôi ngoa đi cho nên đã buồn. Ở nhà làm nó giống như tập thể dục hả chú ha? Ok chú, con rất là vui nói chuyện với chú hôm nay nha. Hy vọng là sau video này sẽ tìm cho chú một nửa yêu thương ha. Chú có lời nào chào khán giả không? Chú chỉ biết là thứ nhất là xin được cảm ơn cháu và gia đình cháu. Nhân qua gia đình chú xin cháu
cho chú xin được kết nối với cô Thị Ngọc Nga một số video 1.300 đấy. Và qua video này chú xin chân thành cảm ơn cháu và cảm ơn bà con cô bác trên cổng và ông bà. Đấy, và xin chân thành cảm ơn và xin được chào. Dạ, ba chú cái này chú hả? Ok, em chào anh ha. Nói lớn lên ha. Em rất vui chào đón anh đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương hôm nay ha. Anh có thể chào cộng đồng và anh giới thiệu cho mình ha. Chào Quyên Quỳnh, chào cả cộng đồng mạng trong và ngoài nước ở Kiên Giang. Anh tên Cường, sinh 1972. Anh lưu ra chút, đừng lưu mặt sát vậy. Hiện tại là anh đang ở Kiên Giang hả? Kiên Giang. Anh đang làm công việc gì? Buôn bán. Buôn bán cua biển á. Buôn bán cua biển à? Anh làm công việc đó được bao lâu rồi? 6-7 năm. 6-7 năm rồi. Rồi tình trạng hôn nhân gia đình anh như thế nào? Chưa chưa. Anh ly hôn là năm 2011. 2015 mới chính thức lịch. Rồi anh có được mấy người con? Hai đứa con. À, nhỏ thì ở với mẹ nó, còn thằng lớn nó ở với anh. Nó với anh nhưng mà ở với nội, ở nhà nội cặp bên đấy. Được hai đứa con hả? Con anh được bao nhiêu tuổi rồi? Đấy, con năm nay nó 14 tuổi, thằng nhỏ 12. Lý do gì sao anh với bà xã chia tay hả? Dạ, nó không hợp, thôi bất đồng quan điểm. Hợp, ai được cũng chia tay mà không cử cả gì, nó qua lại chạy tiếng gì đó rồi tự nhiên vợ đi về bên vợ ở trên vợ bên tập thầy đó nó tuổi không hợp gì đó, người ta ở trên có lên yêu cũng nhiều lần người ta không về. Anh buôn bán cua là anh bỏ mối hay là anh mua ra chợ bán? Đi vô nhà vuông á, anh mua rồi anh đem về sang lại cho lái, mà anh cũng có đi bán nữa. Trước dịch anh có đi bán ở Đồng Nai với Long An, có bán chỗ em đó. Anh có hút thuốc với uống rượu không? Mà thuốc với cà phê là không có vô người được, trong bia thì có cũng tỉnh. Mà từ tiêm mũi 3, mũi 4 nó dễ đó. Và anh nghĩ ưu điểm của anh là gì? Lẽ là bình thường thôi, không lo làm đâu này chứ. Còn khuyết điểm của anh là gì? À, khuyết điểm của anh là gì? Nói chuyện nó không được là có duyên cho mày. Hoặc hay là nó thiệt tình quá rồi đôi khi nó thẳng quá, nó không được tốt. Đơn giản, nó không có gì. Bây giờ anh muốn tìm người bạn cho anh muốn người đó như thế nào? Cần được tính tình, thật thà, có đạo đức, chung thủy là được. Tốt, gia đình là được rồi. Anh có nghĩ là người đó độ tuổi khoảng bao nhiêu không? Tuổi không quan trọng đâu, nhưng mà đừng nhỏ quá.
công việc gì? Bài đồ. Rồi anh coi video của em hay là ai giới thiệu anh xem? Tình cờ thôi, tình cờ anh lên YouTube á, cái anh lướt lướt anh xem anh nhìn thấy, bấm vô thử rồi cái em nói chuyện này kia coi xem từ 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 chắc cũng có khoảng 2 tập 2 em thấy có người đó có để ý kinh em rồi Nguyễn Thị Thanh Phương ở Long Phước. Video cô ấy số mấy? Đấy tốt. Anh lâu lên xíu, anh đào sát quá rồi. Nguyễn Thị Thanh Phương ở Long Phước, Long Phước về Đồng Nai. Cô ấy hiện đang làm công việc gì? Thôi chồng rồi. Có 2 đứa gái. Có tóc anh cụ thể nó có 2 cái nhà kia cho anh cái đâu ông ở Vũng Tàu cái trong Long Phước đó còn anh ơn cụ thể cũng nhiều nghề quá làm đủ công việc là dạ. Trong video này anh muốn nhờ em gửi tới cô ấy là có anh mến mến cô ấy không? Không phải anh em không. Ừ. Bên anh đăng ký bên kênh em anh có gửi hình đó. Anh rồi anh cảm thấy giữa anh và cô ấy phù hợp nhau ở điểm nào? À, có nhiều nhiều điểm lắm. Cái này cái vài điểm thôi. Dụ như là người ta nói chuyện này có nhẹ nè, rồi biết lo làm, tổ cũng nói là trong mình thích đó, không cần anh đẹp trai cũng không cần anh giàu chỉ có biết người đó là chắc có lẽ là người này tốt mà chắc là đạo đức dạ anh rồi khi anh định đi thêm bước nữa như thế này nè con của anh có ý kiến gì không? Nó, cha nó cũng lâu rồi mấy năm nay rồi. Anh thấy còn nhỏ anh cũng không có suy nghĩ thêm nhiều. Đẹp lúc dịch tới giờ thấy anh hơi nó cắt két mình suy nghĩ lại thấy thôi mình cũng mới kiếm một người nào đó để chia sẻ rồi gì tuổi già chứ không thể sống gì hoài được. Rồi thí dụ bây giờ anh cảm thấy mến cô ấy nhưng mà trên video thì có người khác muốn làm quen anh á, thì anh có muốn tìm hiểu người khác nữa hay không hay là anh chỉ muốn tìm hiểu với cô ấy thôi? Chỉ cái người này đó, cô này đó. Chỉ thích câu đó thôi hả? Trừ ra là người này đó có bạn rồi hay là như thế nào thì anh thấy phải có thời gian thêm chút để tìm hiểu. Nếu bây giờ mà tìm hiểu một cô vừa ý anh luôn á thì anh nghĩ là khi nào sẽ đi tới hôn nhân được? Để đi đến được chứ không có gì nếu tìm hiểu ok thì bước tới hôn nhân liền cũng được không? Chắc năm tới cái gì chứ không phải là năm 10 ngày gì nhé. Bây giờ anh với lại con ở chung hay là anh ở chung với gia đình anh? Chỗ anh ngồi đó nha, ở riêng. Ở riêng à? Hai cho con ở với nhau thôi. Có
con lúc ở bên nội, bên nội phải nói bên nội cạnh bên ăn cơm bên nội, còn học có tiền anh lo. Anh nội nấu ăn luôn cho hai cho con phải không? Anh tự xử, anh tự xử lên à, tự nấu lên à. Tự nấu luôn hả? Rồi những lúc rảnh rỗi á, ngoài công việc làm ra, những lúc rảnh rỗi là anh thích làm công việc gì? Là phải vòng đó, chạy đi dạo, cả tướng được chơi. Tại vì anh có dùng tôm á, có dùng tôm cho mướn hơn năm rồi. Cái thằng cá, nha. Có dùng tôm cho mướn hả? À. Sao anh không nuôi mà anh cho người ta thuê? Làm tôm với mình đi mua thì sáng này khoảng 6 giờ là anh đi 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 mua. Mà trong thời gian đó thì lúc này là ở ngoài du, mình còn đang ở ngoài. Mình làm được này không được, không được kia. Tại có mình anh làm mỗi. Rồi anh có được bao nhiêu vuông cho thuê? Hơn hectare đó. Mấy trồng tập tết tết 2 hectare thành nhỏ 10 mấy không hả? Là anh ở gần vùng biển đó hả? Đây cái biển gần đây, đây biển chỉ có 5 phút tới. Là đất ở đó chỗ anh nó là chỉ nuôi tôm thôi chứ không có làm gì được hết đâu phải không? Bây giờ nuôi tôm, trước đây thì làm lúa, bây giờ chuyển qua nuôi tôm, tôm cua đó. Là anh nói vậy là anh có ngồi chợ anh bán cua không hay là không có bán ngồi chợ? Dịch có đi bán ngồi chợ bán. Bán ngay chợ đường Nguyễn Cứu Dân ở Long An á, bán đó mấy tháng rồi. Rồi mới lên mấy khu sống thần 1, 2, 3 ở Bình Dương, rồi qua Nhân Trạch, Đồng Nai. Bán vòng đó năm, cái dịch tế cho anh về. Trong tình yêu, trong hôn nhân vợ chồng á, anh có phải là người đàn ông lãng mạn, biết yêu chiều vợ con không? Anh có tình lãng mạn lắm. Mỗi lần anh chọc vợ anh là quạo. Anh nói này tuổi mà sao mà giống nít quá à. Chết chồng mới tại nhiều lúc đôi khi mình cũng bị ái trong trong tình cảm. Nhưng anh giá hòa đồng. Anh nói chuyện thật lòng thôi. Còn như mình làm ăn rồi kia thì nói chuyện trong xã hội thì nói chuyện vui vẻ hòa đồng thôi. Rồi là bạn tính nhất. Chiều cao của anh là bao nhiêu? 3 tóc. Không nghe được. Cao khoảng 83 hay là 65 gì đó. Anh đâu cũng lâu lắm. Nhớ 63, 65 57 ký. Ok anh, em rất là vui nói chuyện với anh hôm nay nha. Em hy vọng là sau video này sẽ tìm cho anh một nửa yêu thương nha. Anh có lời nào chào cộng đồng à, chào khán giả không? Hay, anh cũng nhờ Nguyễn Quỳnh chuyển lời với em Xuân á. Anh ra đời em Xuân được nhiều sức khỏe. Chồng là em Xuân cho anh cơ hội. Những anh chị trên cộng đồng mạng được nhiều sức khỏe. Mỗi ngày được nhiều niềm vui và luôn luôn có sức khỏe để làm mới chương trình mình luôn luôn thay đổi. Dạ, bye anh nha, good night anh ha.